Chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay mình sẽ tổng hợp các ván đấu rất đặc sắc tại SEA Games 32. Các ván đấu đưa kỳ vương Việt Nam đoạt huy chương vàng SEA Games rất quý giá. Mời các bạn thưởng thức 4 ván cờ rất hấp dẫn. Biên bản ván 1, Nguyễn Thành Bảo, Hoàng Tấn Dương, Singapore. Đó. Chỉ chi. Chỉ chi. Sure. Sure. Sure.
将军。吃。炮下。吃。吃。吃。将军。吃。吃。吃。吃。吃。将军。Thank you.
Tướng quân. Tướng quân. Chưa đến đây không còn nước chống đỡ chốn bốn bình năm, cho nên Hoàng Tấn Dương đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp gian 2, Lại Ly Huynh, Phương Sĩ Kiệt, Malaysia. Tướng quân. Chỉ truy. Chi. 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 Chi.
Sử trí. Sử trí. Sir. 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 Sure.
吃。 吃。 将军。 将军。 吃。
Chơi đến đây Lỗ Quân kém tượng cho nên Phương Sĩ Kiệt đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp gián 3 Lại Ly Huynh, Lão Tướng Triệu Nhữ Huyền.吃 吃 吃 吃 吃 将军
吃鸡。吃鸡。串打。吃。破事。将军，再将，cho đến đây Lỗ Quân kém thế cho nên Triệu Nhữ Quyền đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp gián cuối, gián cờ quyết định đến chiếc quy chương vàng SEA Games. Sure. 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 Sure.
吃。 将军。 吃。 吃去。 将军。 吃。 破下。 吃。 吃。 将军。 Xe 8 bình 5 bắt chết pháo đèn. Chơi đến đây Thẩm Nghị Hào đã buông cờ nhận thua. Vì nếu chạy pháo thì lập tức bên đỏ sẽ dùng xe chém thẳng vào sĩ. Đến đây buộc sĩ 6 phải ăn lên và tiếp tục. Xe 5 tấn 6 tuyệt sát. Điều Ý Mã. Với chiến thắng này, Lại Lý Huynh đã đoạt lương quân chiến vàng nội dung cờ tiêu chuẩn Nguyễn Thành Bảo hạng 3, Ngô Tông Hàng hạng 2. Các bạn vừa thưởng thức 4 ván cờ rất đặc sắc tại SEA Games 32. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ like và đăng ký để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.